Láng giềng không dùng paracetamol trong người suy gan suy thận vẫn cảm thấy thuốc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình HTV hôm nay. Chương trình truyền hình trên kênh HTV7 tối nay ngày thứ Bảy 31 tháng Giêng có nhiều chương trình mang đậm tính giải trí và bổ ích. Bây giờ Quỳnh Giang sẽ giới thiệu đến quý vị những chương trình đáng chú ý sau. Các em thiếu nhi thân mến, vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 dành khá nhiều thời lượng cho các em và đặc biệt đều là những chương trình hay hấp dẫn. Trong buổi tối nay vào lúc 19 giờ, chương trình Siêu Quậy Tí Hon, 19 giờ 35 phút là chương trình Ngôi Sao Của Bé. Chị Quỳnh Giang chắc chắn các em sẽ thích thú với hai chương trình này. Tiết mục Cười Giúp Chơi sẽ gặp lại quý vị vào lúc 21 giờ 20 phút. Hy vọng qua 10 phút ngắn ngủi của chương trình, quý vị sẽ có những giây phút thư giãn thật sự thoải mái. Đồng thời, chương trình còn là diễn đàn của quý khán giả. Để quý vị có thể đóng góp ý kiến và xây dựng thành phố văn minh và hiện đại hơn. Bây giờ, Quỳnh Giang sẽ điểm qua những chương trình được phát sóng từ tối nay đến rạng sáng mai. Siêu Quậy Tí Hon, 19 giờ 35 phút Ngôi Sao Của Bé, 19 giờ 50 phút Thế Giới 24 giờ, 20 giờ Ngôi Nhà Mơ Ước, 20 giờ 40 phút Chuyện Không Của Riêng Ai, 21 giờ 10 phút Bước Chân Khám Phá, 21 giờ 20 phút Cười Chút Chơi, 21 giờ 30 phút Phim Truyện Việt Nam Sống Đời tập 30, 22 giờ 35 phút Tin Trong Nước, 22 giờ 45 phút Chiếu Phim Phim Truyện Trung Quốc Thiên Hạ Thái Bình tập 27, 23 giờ 45 phút Tin Cuối Ngày Tin Thế Giới Bản Tin Thể Thao 365, 0 giờ 10 phút Sân Khấu Về Khuya Kịch Quan Tí Sập Bẫy Chuột, 2 giờ 30 phút Phim Truyện Việt Nam Gọi Giấc Mơ Về tập 46, 3 giờ 30 phút Thế Giới Giải Trí, 3 giờ 45 phút Giai Điệu Bốn Phương.